lục bạn em bây giờ là hai kiểu bây giờ đi chứ chơi bài kỳ vậy. Chứ người ta không muốn người ta chơi chủ hay đúng không? Rõ ràng mình bình lại thôi. Hiện tại bây giờ là trận đấu set chung kết nha các bạn. Bên đây giữa Tí Châu, Bảo Cao, Thọ tại trái và Tony chuyền hai. Bên kia là Bình Minh và ba đứa em sinh viên các bạn. Bình Minh dẫn dắt ba đứa bạn mình các bạn ơi, ba đứa em gái kìa. Một hai, đây là set chung kết đi các bạn. Bên đây đội hình còn quý MC ngoài nữa các bạn, nhưng mà các bạn này hình như tôi thấy thi và giỡn các bạn à. Làm quặn lại luôn. Một hai. Thời dính. Hai đều. Bây giờ tôi thấy các bạn bên Tí Châu Bảo Cào mở máy các bạn ơi. Anh ấy sợ bị lội á, thua lội sao buồn á. 3-2. Chết chứ Bình Minh. Hay quá Tony ơi. Trời ơi Tony hay bao nhiêu, Tí Châu quá tệ bao nhiêu các bạn ơi. Anh ấy phụ lòng Tony quá. Anh ấy hiện tại bây giờ 95kg rồi. Anh về Việt Nam có 2 tháng thôi mà lên 10kg các bạn à. Đồ ăn của Việt Nam làm như dễ nuốt thôi. Ngoài luôn mới ghê chứ. Bốn ba. Bảo nó cao này. Cao quá cao. Bốn đều. À, còn cơm gà chữa tiêu hay gì trời. Ui. Bắt đầu các bạn chơi chiến thần rồi các bạn ơi. Bốn đều. Thi mà giỡn hả? Năm bốn. Set này 11 các bạn, 11 điểm thôi nha. Set bóng chung kết có 11 điểm thôi nha. Rồi xong. Tí Châu vẫn đẳng cấp như ngày nào các bạn ơi. Nói gì nói chứ anh ấy mặc dù có lên 95kg thật sự, nhưng mà anh ấy vẫn đẳng cấp và quy lực đó các bạn. Những cái bóng mà thu thấp và thu Tí Châu đánh như bơm mà bà. Kéo xuống đây đi, nhà anh rủ kìa. 6 năm. Set này là set chung kết đi các bạn, 6 năm đổi bên nha các bạn, đánh cái 11 rồi nha. Bên đây Bình Minh dẫn dắt ba đứa em gái sinh viên. Sáu năm. Quyết liệt rồi đó. Tí Châu quấn quyết liệt. Sáu đều. Tí Châu quấn quyết liệt rồi đó. Bình Minh và ba đứa em gái bên này cố lên nè. Ba đứa em gái trời ơi trời. Trời ơi. Pha bóng này quá quy lực nặng đô của Bình Minh các bạn ơi. 7-6.
Thì mà giỡn thì chết đi mấy má ơi. Tám sao? Giỡn quá. Bưng đi luôn. Chết nữa. Thì chết đi. Chín sao? Thật sự hồi nãy giờ có hai cái tem mà khủng khiếp nhất các bạn, khủng khiếp luôn. Tem khủng. Con đi bất ngờ vậy ra không? Mà tương lai có thể đi về hết các bạn à. Rồi. Rồi. Theo như tôi nghĩ nói chơi các bạn, bóng mà thu trung bình thu, Tí Châu thật sự quá ghê gớm những cái quả bóng đó các bạn à. Trung bình thu các bạn. Hết phim. Hay quá. Hết phim. Thi mà giỡn à. Bài học của tiếng đèn sang Miệt Thư Chi Thông và Khương và Kim Tiên đã vui trở lại, đã bị Lê Văn Liện đưa về nước chết. Còn bây giờ chuẩn bị tới quý MC Bảo Cao và Tí Châu, Tony và Siêu Dư Bị Thọ chuẩn bị về nước nữa nè. Quá đẹp ơi. Luôn. Còn chơi à? Hết đi. Hết đi. Cái nữa ăn, ăn đi, ăn đi. Ôi, trong tay quên cái gì đâu. Chín mời. Đây là Bình Minh đi các bạn. Bình Minh một trong những đứa em đang dẫn dắt ba đứa em gái còn lại. Hết phim. Anh ơi. Các bạn thi mà giỡn thì các bạn trả giá rất đắt các bạn. Quý MC Bảo Cao, Tí Châu, Tony và Thọ bại trận trước tem của Bình Minh nha các bạn. Các bạn nhớ xem và ủng hộ đăng ký kênh của Đại Lâm Tào Lao Chà Bí Đâu các bạn. Thank you các bạn những ngày cuối tuần xem bóng vui vẻ mát mẻ nè. Có gì góp ý và bình luận vô cho vui nha các bạn. Thank you các bạn nhiều nha. Set chung kết các bạn, đây là set chung kết bên Tí Châu và quý MC Bảo Cao thất bại các bạn.